Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày đi làm cuối cùng trước khi chúng ta bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với thời gian là 4 ngày. Có lẽ điều mà nhiều người quan tâm lúc này đó là thời tiết những ngày này sẽ ra sao. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ba miền có khả năng tăng mưa sau đợt nắng nóng. Thời tiết vẫn tương đối thuận lợi cho hoạt động vui chơi du lịch nhưng cần phải đề phòng mưa dông bất chợt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mai, mùng 1 tháng 9, mưa dông khả năng quay trở lại Bắc Bộ với xác suất xảy ra 60-70%. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 30-33 độ. Mưa xuất hiện gián đoạn. Người dân có kế hoạch vui chơi ngoài trời dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cần lưu ý để mang theo tư trang cần thiết. Trong các ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 9, miền Bắc duy trì nền nhiệt từ 30-33 độ nhưng ít khả năng mưa dông. Khu vực quay trở lại trạng thái khô ráo, oi nóng. Tuy nhiên, mưa có thể trở lại vào chiều tối mùng 4 tháng 9. Tại các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, thời tiết 4 ngày dịp nghỉ lễ Quốc khánh cũng được dự báo có mưa rào và dông nhưng tập trung vào chiều tối với xác suất từ 50-70%. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, trời nắng nóng. Còn khu vực Nam Bộ có thể đón những cơn mưa rào kèm theo dông vào chiều và tối với xác suất đến từ 70-90%. Thưa quý vị, những ngày qua miền Bắc trải qua thời tiết nắng nóng gay gắt như mùa hè dù đang là mùa thu và khiến người dân cảm thấy mệt mỏi khó chịu khi phải ra ngoài đường. Nhiệt độ buổi trưa dao động từ 35-36 độ và cá biệt có nơi trên 37 độ. May mắn là từ ngày mai nắng nóng vẫn còn nhưng không liên tục và gay gắt như 3 ngày vừa qua, giúp cho người dân có thể thuận tiện vui chơi, du lịch dịp nghỉ lễ.